Fast has been very supportive to us in coming out and trying to help us if we have to relocate. They have offered land for us to help us to relocate. Yes, sir. We look forward to, you know, being part of the community with Ben Fast. Yes, sir. Okay. And talking to their partners to potentially support as well. Okay, let me translate it to me real quick. Okay, ông bà chia sẻ là người đại diện cho nhà thờ. Ông bà rất là cảm ơn sự hiến tặng cái ba mẫu đất cho dòng bên what type of Catholic or Christian or it's Baptist Church. Baptist Church là một cái dòng bên Christianity cho người bên bên đạo, cho nên ông bà rất là cảm ơn cái sự ủng hộ hiến tặng những cái mẫu đất này và trong tương lai làm việc cái VinFast thêm những cái trong tương lai để mà relocate. Is the church is relocated already or is still at the original place? Original place. Okay, so when that will take place? We don't know. We're waiting to hear from the state of North Carolina, the Department of Transportation. We do not have anything from them yet. Okay, what exactly is that? A 3 hectare? What the size of the property, the church, the area? I'm sorry. What was? What exactly the how big is the lot? Is it 3 acres? It's about 3 acres that we have there, close to it. Sure. Okay. Michael vừa mới hỏi ông bà là ông bà biết có chừng nào là sẽ rời cái tòa nhà thánh đúng không? Cái nhà thờ đi thì ông bà nói là hiện giờ con nằm ở cái địa điểm đó. Nhà thờ đã xây 1888 đang chờ bên quận và để cho những cái giấy phép để rời và cái địa điểm mới. Okay. Lastly is that this is very old church that I knew. It was built in 1888. In 1888. 1888. Mm-hmm. Can I ask you that what the church role to the what the population, number, the quantity, and then the people going there weekly? What's the average? You have any idea? Well, right now we're averaging about 25 because so many people have grown up, got married, and moved away. Yes. And it's basically an older congregation of older people. Yeah, before the COVID, is what the average on a weekend mass? Well, we had usually about 35 or 40 before COVID. But okay. So many people don't want to come back to church no more. Okay. No, I was just going to ask, would you guys like to see the church? Oh, yeah, okay, yes, we love to see the church. Nhưng mà trước khi Michael đi tới, tụi mình đã tới quay thật lẹ. Ông bà chia sẻ là ông bà nói là trung bình khoảng chừng 40 người tới dự lễ thánh mỗi cuối tuần. Shall we walk over there? Yeah, when we leave, we'll be going over to the church for a little while. Oh, it's not a walking distance. Oh no. No. Okay. You passed. Cho nên mình không biết mình đi được không. You passed it when y'all came in. If you came off of number one and followed the signs, the little white church on the right, Mary Oaks Baptist Church, you passed it. Yes. Okay. When you came in. Okay. Mình đi qua lúc mà mình đi vào đây đó, cho nên ông bà nói là phải đi xe mới được tới cái địa điểm của nhà thờ. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Love to see you in the future. Okay. Thank you. All right. Okay. Come on. I thought you said something. Và bây giờ thì chúng ta đang đi trên đường để đến một cái nhà thờ nằm trong khuôn viên của cái dự án xây dựng nhà máy VinFast. Giờ chúng ta đang có mặt ở tại địa điểm rất là đặc biệt trong cái khuôn viên xây dựng nhà máy VinFast. Đó là một cái nhà thờ mà tới đây nhà thờ này phải di dời để mà để lại mặt bằng xây dựng các công trình. Và chúng ta nhìn xung quanh một cái quang cảnh để xem cái nhà thờ này nó như thế nào nha quý vị. Đây nhà thờ Marios. Và nhà thờ này cất vào năm 1889. Rất là lâu rồi, 130 năm. Và nằm trong một cảnh quan. Ta thấy rằng nhà thờ thì không có lớn lắm. Nhưng mà cái tính chất cổ, có cả tháp chuông. Tháp chuông này cũng đã được cất 130 mấy năm rồi. Và khuôn viên của nó thì đây.
đường, đường New Clem. Con đường nhỏ, nó có con đường sẵn rồi chứ không phải không có nha quý vị. Con đường, và cái con đường này thì bây giờ sẽ được mở rộng, sẽ được mở rộng để mà đi vào cái khuôn viên của VinFast. Và VinFast sẽ xây dựng công trình từ đây trở vào luôn. Tôi thấy rất là lớn nha. Và đây là xe chúng ta. Xa lộ này sẽ được mở rộng và chúng ta đi một vòng để mà xem cái nhà thờ này như thế nào. Điều này rất là đặc biệt bởi vì chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà bỏ tiền ra để mà ủng hộ cho công trình. Nhà thờ thì nhỏ lắm, bình thường thôi quý vị. Và đây là mặt trước của nhà thờ. Còn đây là mặt ở phía bên hông và cũng như là phía đằng sau của nhà thờ. Chúng ta đi một vòng. Hôm nay thì trời rất là nắng. Nhà thờ cũng không có lớn lắm nhưng mà rất là sạch sẽ, nằm trong một khuôn viên, rồi có những cái bãi cỏ được cắt tỉa rất là gọn gàng, rất là chỉnh chu. Đây cái kiến trúc rất là cổ nha quý vị. Có những cái cửa sổ, nhìn cái cửa sổ thôi là chúng ta đã biết rằng rất là lâu đời rồi. Hình như ở dưới này có cái hầm, cái nhà mà có basement ở phía dưới không phải. Không biết là chúng ta không có được mở cửa vào, bởi vì hôm nay không có người ở đây, cho nên mình chỉ đi một vòng và thể xem cái quang cảnh thôi. Đất xung quanh rất là rộng. Và nhà thờ này khi mà di dời đó thì sẽ được... Đây là cảnh tình từ... đằng sau. Và đất rất là rộng. Đó, chúng ta thấy những cái bãi cỏ xung quanh đây luôn, rất là đẹp nha, cảnh này rất là thanh bình. Và khu vực này là khu vực nhà nguyện của mấy chục cái hộ dân. Mấy chục cái hộ dân ở trong khu vực này. Và chúng ta đi một vòng để mà xem. Và bây giờ thì chúng ta phải ra xe rồi. Đi ra xe để chuẩn bị đi về khách sạn và chuẩn bị để mà đi về Cali. Đó, đây là chiếc xe các bạn, các xe màu đen này, xe bus để mà chở tất cả các cái phóng viên báo chí, kể cả người Mỹ, người Việt đều đi cái xe này để mà đến cái nơi khởi công. Và bây giờ thì chúng ta chào tạm biệt cái khu vực là cái nhà thờ cổ này để mà đi tiếp tục những công việc kế tiếp. Và đây là những hình ảnh xung quanh cái nhà thờ, và nhà thờ này sẽ phải giải tỏa, phải được tháo đi và người ta sẽ xây mới ở một khu vực khác. Hiện giờ thì mọi thứ đang chờ đợi những cái giấy phép của phía bên tiểu bang cũng như là bên Bộ Giao thông. Thì đó là một số những hình ảnh của cái nhà thờ. Và bây giờ thì chúng ta phải đi. Và hy vọng rằng trong những ngày tới chúng ta sẽ biết được những thông tin là nhà thờ để khi nào thì di dời.